Sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu EU hay còn gọi là Brexit đã gây ra các hiệu ứng tài chính, leo thang căng thẳng kinh tế chính trị và còn bộc lộ dấu hiệu của một châu Âu đang hấp hối với sự chia rẽ sâu sắc. Tiêu điểm thế giới hôm nay, FBNC sẽ bàn về sự kiện lịch sử này với các nội dung chính. Tại sao Anh quyết định rời EU? Sự kiện Brexit đã gây ra những tác động gì đối với nền kinh tế chính trị của Anh và những đối tác lớn? Liệu có sự lạc quan thời kỳ hậu Brexit? Tại sao Anh rời EU? Brexit là từ ghép của hai chữ gồm Britain là nước Anh và Exit là sự ra đi. Brexit chính là ám chỉ việc Vương quốc Anh ly khai khỏi Liên hiệp châu Âu và thay đổi mối quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu EU về an ninh, thương mại và di dân. Năm 2016, sau cuộc trưng cầu dân Ý với tỷ lệ 51,9% cử tri ủng hộ và 48,1% phản đối Brexit, người Anh đã chọn rời khỏi Liên minh châu Âu. Theo hãng tin BBC, có 72,1% trong số tổng hơn 46,5 triệu cử tri đăng ký đã tham gia bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân Ý lịch sử này. Đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay tại Anh. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, khi đồng hồ Big Ben ở thủ đô London của Anh điểm 23 giờ, Anh đã chính thức rời EU sau gần nửa thế kỷ gắn bó. Thủ tướng Anh Boris Johnson, người dẫn dắt cuộc ly hôn, đã mô tả đây như là một thời khắc tuyệt vời đối với nước Anh và đưa ra viễn cảnh đầy lạc quan của ông về một nước Anh toàn cầu không bị bó buộc bởi các quy tắc được thiết lập ở Brussels. Nhìn về lịch sử, kể từ khi Anh gia nhập cộng đồng châu Âu, tiền thân của EU ngày nay, ở nước này đã có một nhóm người mang tư tưởng chống lại EU. London cũng giữ khoảng cách với EU bằng cách từ chối thực thi một số chính sách chủ chốt của EU, bao gồm đồng tiền chung Euro và khu vực Schengen. Đến những năm gần đây, số người có tư tưởng chống lại EU càng tăng mạnh. Đầu tháng 6 năm 2018, nhà kinh tế Andrew Lillicorn cho rằng có gần 130 nghị sĩ đảng bảo thủ Anh tuyên bố muốn rời khỏi EU, trong khi khó có thể tìm thấy hơn 20 người ủng hộ rời EU 10 năm trước đó. Tại sao người Anh lại quyết liệt ủng hộ Brexit như vậy? Theo trang Forbes, có 3 nguyên nhân chính. Lý do đầu tiên liên quan đến kinh tế, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ năm 2008 đã làm suy yếu nền kinh tế thế giới. Ở Anh, thâm hụt ngân sách đạt mức cao kỷ lục, trong khi nợ công tăng gần gấp đôi. Trong những năm 2008 đến 2009, hàng trăm nghìn doanh nghiệp ở Anh phải đóng cửa, hơn 1 triệu người bị mất việc làm, theo Hội đồng Nghiên cứu về Kinh tế và Xã hội ESRC, thuộc Hội đồng Nghiên cứu Anh Quốc. Giai đoạn 2010 đến 2015, diễn biến nợ công của khu vực đồng tiền chung Euro, Eurozone ngày càng xấu đi, khi mức nợ công chung tăng từ 65% GDP năm 2007 lên 91,6% GDP năm 2013. Tỷ lệ thất nghiệp tăng trên 20% ở nhiều nước như Hy Lạp và Tây Ban Nha, và những người phản đối EU tin rằng các nhà lãnh đạo liên minh đã thất bại trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế từ cuộc khủng hoảng này. Lý do thứ hai cho Brexit là sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc trên toàn thế giới và niềm tin rằng EU đang đe dọa chủ quyền của Anh. Đã từ lâu, nhiều người bắt đầu nghi ngờ về chức năng của các tổ chức tài chính, thương mại và quốc phòng đa phương được thành lập sau Thế chiến thứ hai như EU, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Hơn nữa, những người phản đối nói rằng các tổ chức này còn đoạt quyền kiểm soát từ các quốc gia riêng lẻ. Sự lầm tưởng và lo sợ mất kiểm soát đã khiến Brexit trở thành một giải pháp hợp lý. Như giọt nước tràn ly đối với những nghi hoặc, cuộc khủng hoảng nhập cư ở châu Âu tiếp tục khoét sâu những bất đồng giữa EU và Anh, trong khi một số nhà lãnh đạo EU cho rằng hỗ trợ người tị nạn là một nghĩa vụ đạo đức. Một phần người dân Anh coi nhập cư là một vấn đề quốc gia vì nó ảnh hưởng đến đời sống nội bộ của đất nước. Những người ủng hộ Brexit khẳng định những người nhập cư đến Anh đã làm giảm việc làm, tiền lương của người dân địa phương, thậm chí là gánh nặng lên các dịch vụ công của nước này. Không dừng lại ở đó, theo hãng tin National Public Radio, người dân nước Anh còn cảm thấy họ không còn nhận ra quê hương đất nước của mình nữa. Họ thấy sự thay đổi ở khắp mọi nơi, từ ngôn ngữ đến cảnh đông đúc ở những phòng khám chăm sóc sức khỏe miễn phí. Trong khi bất đồng với quan điểm của EU, người Anh vẫn phải đóng góp khoảng 300 đô la một người trên một năm cho liên minh chính trị kinh tế này. Hãng tin Vogue của Mỹ nói rằng EU không thu thuế trực tiếp, nhưng có thể yêu cầu các nước thành viên đóng góp hàng năm một khoản tiền cho ngân sách trung ương của EU. Vào thời điểm Anh chuẩn bị rời đi khỏi Liên minh châu Âu, Anh đóng góp khoảng 13 tỷ bảng Anh, khoảng 19 tỷ đô la mỗi năm. Mặc dù phần lớn số tiền này được chi tiêu cho các dịch vụ ở Anh, nhưng những người ủng hộ Brexit vẫn muốn nước Anh giữ lại tiền ở nước mình và Quốc hội Anh là bên quyết định cách thức chi tiêu số tiền đó thay vì EU.
lý do cuối cùng là sự trỗi dậy của các nghị sĩ hoài nghi châu Âu. Trong nhiệm kỳ của mình, cựu Thủ tướng Anh David Cameron đã nỗ lực để xoa dịu các nghị sĩ hư yếu với tinh thần hoài nghi châu Âu, bao gồm việc rút khỏi nhóm trung hữu EPP, nhóm chính trị lớn và nhiều ảnh hưởng nhất tại Nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, các nghị sĩ cánh hữu trong đảng bảo thủ vẫn không hài lòng với các nỗ lực của ông Cameron. Áp lực càng thêm nặng nề với ông Cameron khi đảng của ông ngày càng có nhiều nghị sĩ theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu sau mùa bầu cử năm 2010. Họ đã gây áp lực buộc Thủ tướng phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Đầu tháng 10 năm 2011, Thủ tướng Cameron nhận ra ông đang đối mặt với một trận chiến kéo dài với phe ủng hộ rời EU sau khi 81 nghị sĩ đảng bảo thủ kêu gọi trưng cầu dân ý về vai trò của thành viên của nước Anh, theo tờ Guardian. Đầu năm 2013, ông Cameron đầu hàng trước sức ép của các nghị sĩ. Ông hứa đàm phán lại với EU và tổ chức trưng cầu dân ý vào cuối năm 2017. Khi đưa ra những lời hứa hẹn này, Cameron nghĩ rằng ông có thể xoa dịu tạm thời những cái đầu nóng hừng hực muốn Anh sớm rời EU mà có thể không nghĩ rằng phải tổ chức trưng cầu thực sự. Nguyên nhân do chính đảng bảo thủ cũng không thể tin tưởng có thể giành thế đa số trong cuộc bầu cử năm 2015. Tuy nhiên, dường như chính lời hứa này đã mang lại chiến thắng cho ông Cameron và ông không còn đường lùi ngoài việc phải tổ chức trưng cầu dân ý thực sự. Ảnh hưởng của Brexit. Đầu tiên, Brexit đã gây chia rẽ sâu sắc ở nước Anh. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2016 cho thấy gần 52% dân số Anh tán thành Brexit trong khi 48% dân số phản đối. Điều này phản ánh xã hội Anh đang bị chia rẽ mạnh mẽ đối với việc ở lại hay rời khỏi EU. Brexit chia rẽ Anh ở các giai tầng xã hội, mọi vùng miền, ở cả chính phủ và quốc hội Anh. Về quyền lực mềm, việc các nghệ sĩ Anh rút khỏi Nghị viện châu Âu sẽ tượng trưng cho sự thay đổi rất thực tế. Người Anh sẽ không còn có thể đảm nhận các vị trí công chức tại Brussels. Thủ tướng Anh không còn được mời tham dự tại các hội nghị thượng đỉnh châu Âu. Các thành viên của chính phủ Anh cũng sẽ không tham dự các cuộc họp cấp bộ trưởng. Về phương diện kinh tế, theo tính toán ban đầu của chính phủ Anh, Brexit có khả năng gây tổn thất khoảng 145 tỷ đô la trong năm 2020. Người dân trong nước sẽ bị tước mất khoảng 950.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp nhảy vọt lên 3%. Khi tách khỏi EU, London sẽ đánh mất vị thế là trung tâm tài chính của châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng theo đó mà tìm đến các nước khác ở lục địa già như Pháp, Đức hay Ý, nơi mà thị trường mang tính cởi mở và tương đối ổn định hơn, đồng thời còn được hưởng những ưu đãi của EU. Không chỉ đứng trước thách thức về kinh tế, Anh còn đứng trước nguy cơ chia tách với Scotland. Các nhà phân tích cho rằng Brexit không phải là ý nguyện của đa số người dân Scotland. Theo tờ Guardian, khoảng 62% người Scotland bỏ phiếu ủng hộ ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2016 và có khả năng diễn ra cuộc bỏ phiếu khác vào năm tới. Mặt khác, sự kiện Brexit đặc biệt gây tổn hại cho những người lao động trẻ tuổi của Anh. Đức được dự báo sẽ thiếu hụt khoảng 3 triệu lao động có tay nghề cao vào năm 2030. Những công việc đó sẽ không còn khả dụng cho người lao động của Vương quốc Anh sau Brexit. Khi Brexit diễn ra, việc đi lại giữa Anh và EU sẽ khó khăn hơn. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, năm 2019, khoảng 1,3 triệu công dân Anh đang sống tại EU, chủ yếu ở Tây Ban Nha, Ireland, Pháp, Đức và Italy. Trong khi đó, thống kê của Anh cho thấy khoảng 3 đến 3,6 triệu công dân ở 27 quốc gia EU đang sinh sống tại Anh. Tờ Telegraph cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, công dân Anh sẽ cần thị thực để ở lại các nước EU trên 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày. Những người sử dụng điện thoại di động Anh có thể sẽ phải trả phí chuyển vùng quốc tế khi tới EU và ngược lại. Những người kém may mắn nhất có lẽ là sinh viên. Sinh viên châu Âu đã đăng ký học tại đại học của Anh và ngược lại vào tháng 9 năm 2020 dự kiến sẽ phải trả một khoản phí trái tuyến. Ngoài ra, năm 2021, một sinh viên châu Âu có thể phải trả tới 30.000 euro để học tại Anh. Điều này cũng sẽ tương tự đối với các sinh viên Anh, dù rằng phí đăng ký nhập học tại các trường đại học châu Âu thấp hơn gấp 2 lần so với các đại học của Anh. Tương tự, Anh sẽ không tiếp tục tham gia chương trình trao đổi sinh viên Erasmus, nhưng sẽ trả tiền để tiếp tục tham gia vào quỹ đổi mới và nghiên cứu Horizon Europe, thỏa thuận hỗ trợ quan hệ đối tác tiếp tục giữa các chuyên gia nghiên cứu và khoa học của Vương quốc Anh và châu Âu trong chương trình nghiên cứu và đào tạo Euratom cũng như chương trình không gian Copernicus. Đối với EU, đây là lần đầu tiên liên minh này mất đi một thành viên, vốn là một trong những quốc gia lớn nhất và giàu nhất, chiếm 15% sức mạnh kinh tế. Với sự ra đi của 66 triệu người, EU sẽ chứng kiến dân số giảm xuống còn khoảng 450 triệu người, diện tích lãnh thổ của EU sẽ giảm 5,5%. Theo trang The Balance, sự kiện Brexit đã củng cố quyền lực các đảng chống nhập cư trên khắp châu Âu. Nếu các đảng này giành được đủ cơ sở ở Pháp và Đức, họ có thể buộc tổ chức một cuộc bỏ phiếu chống EU.
nếu một trong hai nước này rời đi, EU sẽ mất một nền kinh tế vững mạnh nhất và có khả năng sẽ giải thể. Về phía Mỹ, Brexit xảy ra đã làm suy yếu đồng bảng Anh và cũng khiến hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang Anh đắt đỏ hơn. Mỹ năm 2018 có thặng dư thương mại 18,9 tỷ đô la với Anh. Nước này xuất khẩu 141 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu 122 tỷ đô la từ Anh. Hơn nữa, Brexit làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh doanh của các công ty hoạt động ở châu Âu. Năm 2018, các công ty Mỹ đã đầu tư 758 tỷ đô la vào Anh, phần lớn trong lĩnh vực tài chính và công nghiệp sản xuất. Các công ty này đã sử dụng Anh làm cửa ngõ để tự do thương mại với các quốc gia EU. Mới đây, hồi tháng 12 năm 2020, Anh và Mỹ đã ký thỏa thuận hỗ trợ hải quan nhằm đảm bảo dòng chảy thương mại giữa hai nước không bị gián đoạn từ năm 2021. Bộ Tài chính Anh khẳng định đây là thỏa thuận quan trọng, bảo đảm tính liên tục cho thương mại hai nước giai đoạn hậu Brexit. Thỏa thuận cho phép hai bên tiếp tục hợp tác chống hành vi vi phạm quy định thương mại, đồng thời cung cấp cơ sở pháp lý cho các kế hoạch của công ty xuất nhập khẩu hai bên. Châu Âu và Anh hậu Brexit. Giới phân tích cho rằng, dù sự kiện Brexit đã phấn khích những đảng phái chống châu Âu, nhưng sự tan rã của EU đã không diễn ra và cũng khó thành sự thực trong tương lai. Tình đoàn kết châu Âu thậm chí còn được tăng cường sau đó, theo đánh giá của tờ Les Echo vào hồi tháng 2 năm 2020. Thái độ nghi ngờ châu Âu có thể vẫn còn tồn tại, làn sóng châu Âu dường như đã giảm nhiệt, song không có quốc gia nào liều mình vì một cuộc ra đi nữa, theo ông Thierry Chopin, giáo sư khoa học chính trị tại Trường Khoa học Chính trị và Xã hội châu Âu. Nghịch lý là Brexit đã tăng cường sự gắn kết của nhóm. Các quốc gia thành viên đã thể hiện sự thống nhất trong các cuộc đàm phán Brexit như một đối trọng với sự chia rẽ và hỗn loạn ở Anh. Ông Chopin nhấn mạnh, dù giữa các nước như Hà Lan, Thụy Điển và thậm chí cả Đức có chung tư tưởng thương mại tự do của người Anh, tất cả các quốc gia đều đoàn kết. Ngay cả các nước do lực lượng dân túy, theo chủ nghĩa dân tộc lãnh đạo, người ta cũng nhận ra rằng việc rời khỏi EU đồng nghĩa với việc phải thanh toán một hóa đơn khổng lồ. Trong khi đó, các nước Đông Âu đang hưởng lợi từ chính sách nông nghiệp chung châu Âu cũng như các quỹ khu vực. Trong nghiên cứu tháng 10 năm 2019 do Ủy ban châu Âu tiến hành tại quốc gia thành viên, 59% người châu Âu coi tư cách thành viên EU của họ là một điều tốt so với 11% cho là xấu. Tỷ lệ này là 53% so với 16% vào tháng 9 năm 2016, thậm chí 49% so với 18% vào năm 2010. Giáo sư Chopin nhấn mạnh, tác động xấu của Brexit đến sự tăng trưởng của Anh trong hơn 4 năm qua có thể đã làm những người dân các quốc gia khác e ngại. Ông giải thích, ngay cả về nhập cư, một điểm quan trọng trong luồng tư tưởng chống châu Âu, các cuộc thăm dò ý kiến cho rằng việc điều phối dòng người di cư đòi hỏi các biện pháp ở cấp châu lục chứ không phải cấp quốc gia. Hậu Brexit, dù phải đối mặt với nhiều thách thức, Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn lạc quan, mô tả đỉnh điểm của Brexit là khoảnh khắc gây kinh ngạc đối với xứ sở sương mù, theo hãng tin AFP. Ông cam kết nước Anh hậu Brexit sẽ là một quốc gia có thương mại tự do và theo chủ nghĩa quốc tế, hướng ra bên ngoài, hào phóng và cởi mở. Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Anh thông báo đã ký thỏa thuận thương mại trị giá 18,6 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 25 tỷ đô la với Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó đặt nền tảng cho một thỏa thuận hậu Brexit toàn diện hơn. Theo thỏa thuận trên, thuế quan ưu đãi sẽ được duy trì đối với 7.600 doanh nghiệp Vương quốc Anh xuất khẩu hàng hóa sang Thổ Nhĩ Kỳ, bảo vệ chuỗi cung ứng đối với các nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Anh. Tính đến thời điểm này, Anh đã ký các hiệp định thương mại với 62 quốc gia sau khi quyết định rời EU năm 2016. Anh và EU cũng đã đạt được thỏa thuận mở ra mối quan hệ kinh tế và an ninh mới giữa hai bên đoạn hậu Brexit với tổng giá trị đạt khoảng 95 tỷ đô la mỗi năm. Video đến đây là kết thúc. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức thời sự trong và ngoài nước cũng như những bản tin phân tích chuyên đề. Mời quý vị hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức của chúng tôi.